Len tiếp tục với những bông hoa đẹp từ những sợi len. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa cẩm chướng như thế này nhé. Để móc được một bông hoa cẩm chướng như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình là len màu hồng, len màu xanh lá cây, màu trắng, kéo, kim móc đầu 3.0, kim khâu, kém nhỏ và một chiếc que xiên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó lên cho mình là hai mũi bính. Móc vào vòng tròn này là 12 mũi kép đơn. Kết thúc vòng số 1, các bạn móc sang đây là một mũi trượt. Sang đến vòng số 2, các bạn sẽ lên cho mình hai bính. Và tiếp tục móc vào mỗi chân là một mũi kép đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang đến vòng số 3, các bạn lên hai bính này. Vòng số 3 các bạn sẽ móc cho mình là mỗi chân một mũi kép đơn. Kết thúc vòng số 3, sang đến vòng số 4. Vòng số 4 các bạn sẽ móc. Các bạn lên cho mình hai bính này. Vòng số 4 các bạn sẽ móc cho mình là một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn chung một chân. Rồi lại đến một mũi kép đơn. Sau đó lại đến hai mũi kép đơn chung một chân. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy đến hết vòng nhé.
Kết thúc vòng số 4, sang đến vòng số 5, các bạn lên 2 bính. Vòng số 5 các bạn sẽ móc là mỗi chân là 3 mũi kép đơn.